ảnh hưởng của trận dịch Covid-19, tác động nặng nề bởi giá xăng dầu trong nước, sự biến động không ngừng của thị trường vật liệu xây dựng, chất lượng và tiến độ xây dựng dự án The Grand Manhattan. Tổ hợp căn hộ khách sạn chuẩn 5 sao vẫn luôn được đảm bảo. Dự án đã có giấy phép xây dựng phần thân và đang thi công vượt tầng 8. Dự kiến sẽ hoàn thành phần thi công bê tông cốt thép, cất nóc vào tháng 2 năm 2023. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ để bàn giao căn hộ vào tháng 8 năm 2023. Mục tiêu chính của dự án là chất lượng công trình, tiến độ xây dựng và an toàn thi công. Tại dự án của Grand Manhattan, chúng tôi đảm bảo chất lượng và an toàn thi công bằng cách tuân theo các quy định, quản lý nghiêm ngặt những vật liệu xây dựng. Chất lượng cao cũng sẽ được theo dõi bằng hệ thống quản lý vật liệu công nghệ cao nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của chủ đầu tư Novaland. Tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ hàng sang The Grand Manhattan, từ nhà thầu thi công và quản lý, chúng tôi tuyển dụng những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, am hiểu về thị trường địa ốc cao cấp. Ngoài ra, chúng tôi ứng dụng các phương pháp vận hành thân thiện với môi trường, hệ thống giám sát thời gian thực tế nhằm tối ưu hiệu quả quản lý cho công trình xây dựng. Novaland nỗ lực cùng các đối tác để tạo nên những dấu ấn kiêu hãnh cho khách hàng. The Grand Manhattan sở hữu hai mặt tiền siêu đắc địa tại lõi trung tâm quận nhất trên tổng diện tích khuôn viên rộng 14.000 m2, thiết kế 37 tầng cao và 4 tầng hầm cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, tinh tế. Với các yếu tố đạt chuẩn quốc tế như sảnh đón sang trọng, khách sạn 5 sao, hồ bơi tràn bờ, hệ sinh thái tiện ích đa dạng và công viên nội khu rộng tới 4.200 m2. The Grand Manhattan đáp ứng phong cách sống sang trọng của tầng lớp tinh hoa. Cùng chờ đón một biểu tượng mới đậm dấu ấn kiêu hãnh tại trung tâm quận nhất.